Xin Đức Cha cho chúng con biết cảm tưởng của Đức Cha khi được Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị chọn làm vị giảng tĩnh tâm cho chính Đức Thánh Cha và giáo triều. Tôi không khi nào nghĩ đến chuyện Đức Thánh Cha mời tôi giảng tĩnh tâm hay cả. Bởi vì cho đến bây giờ chưa có ai ở thế giới thứ ba giảng tĩnh tâm ở cho giáo triều cả. Và ngay trong các vị ở nước Mỹ này chỉ có Đức Hồng Y Hiến Kỳ có giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha. Ngày một hôm kia thì Đức Thánh Cha gọi tôi vào ăn cơm trưa. Đến khi vừa đọc kinh xong ngồi xuống thì Đức Thánh Cha chỉ mặt tôi và nói rằng năm đầu của thiên niên kỷ thứ ba tôi muốn chọn một người Việt Nam giảng tĩnh tâm cho Đức Giáo Hoàng và giáo triều. Nói như vậy thôi. Vừa nói xong được mấy phút, ngài tiếp thêm thì chị tôi hỏi thêm: vậy Đức Cha nghe tôi nói vậy thì Đức Cha đã có ý kiến nào ở trong đầu để làm đề tài tĩnh tâm chưa? Tôi nói thì Đức Thánh Cha nói ra thì con ngạc nhiên như con ở trên bay mà rơi xuống vậy. Bây giờ làm sao mà con có đề tài ngay được? Nhưng mà Đức Thánh Cha đã gọi, đã hỏi thì chắc Đức Thánh Cha cho phép con nói đôi liều thôi. Thì tôi nói liều: thưa Đức Thánh Cha, năm nay Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả mọi người hãy nên chứng nhân của hy vọng, thì con sẽ chọn cái đấy làm đề tài để giảng. Đức Thánh Cha nói được, đề tài ấy là một đề tài rất rộng rãi, thế là yên. Đến khi tôi ăn xong rồi ra về thì tôi quỳ gối xin Đức Thánh Cha chúc lành và kính chào Đức Thánh Cha. Thì ngài chúc lành cho tôi và ngài nói nhớ nghe chúc lành cả cuộc tình tâm nữa, thế là hết, không có chối cãi gì được nữa. Thưa Đức Cha, chúng con được dạy rằng phải nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người anh em, nhưng nhiều khi người anh em đó khó thương quá, lại còn làm khổ hay vu cáo hoặc làm mất danh dự của mình. Vậy thì thưa Đức Cha, làm sao thấy Chúa trong người anh em khó thương ấy? Bây giờ tôi nhắc lại câu chuyện hôm qua, tôi cũng có người hỏi như vậy, tôi xin phép thuật lại. Tôi thuật cho thanh niên qua rồi, bây giờ đáng lẽ là nhờ thanh niên thuật lại. Ngày trước tôi ở Huế có một ông cha, ông đùa nghịch lắm, mà ông hay quấy phá người ta lắm, mà để vui thôi. Thì ông cha ấy, ông có bà cố, mẹ ông, bà cố hay gì, hay mắng lắm. Mà nhất là thấy người nghèo vào thì bà cố lại mắng, nó xin tiền thì bà cố mắng, nó bảo lo mà làm mà ăn đi, cứ đi xin mãi, ai làm ai nuôi ai, tôi cực như ông chứ tại sao ông vào xin mãi. Thế thì ông thấy mẹ nói như vậy thì ông nói với mẹ rằng: thưa mẹ, mẹ có cho người ta thì mẹ cho vui vẻ, mẹ mà mắng lên mắng xuống vậy còn gì nữa mà công nghiệp trước mặt Chúa, mình phải thương người ta chứ. Bà nói nó vậy nhưng nó làm biến rồi, nó không đi làm, nó không xin. Ai nói nhưng mà Chúa nói cho kẻ khó là cho Chúa, nó chơi chứ, Chúa khác kẻ khó là khác chứ. Tao thấy Chúa thì tao cho ngay. Ngài nói, ông trai nói rằng nhưng mà mẹ làm sao mà thấy Chúa, mẹ Chúa thấy Chúa nơi kẻ khó được. Chúa nói ai làm một việc nhỏ mọn như là cho bát nước lạ, cho người hèn mọn nhất trong anh em là cho chính mình ta, mà mẹ không cho người ta, Chúa mới xuống đây tao biết ngay. Có một hôm trời mưa, mưa gió quá sức, ông trai ấy đi ở xa về thăm nhà. Ông thấy như vậy, ông ghé nhà hàng xóm, ông cởi áo dòng hết, ông để ông cười đấy. Ông nói cho tôi mượn cái nón với cái áo ống mưa, ông khoác lên trên vai, ông đội cái nón cúi đầu lại. Ông giả làm người ăn xin đi vào: thưa bà, ông giả dòng khác,
thưa bà, con cực quá, xin bà cho con bữa cơm. Cơm đâu rồi, tối ai nấu được nữa ăn. Ông lại tiến vào thêm bước nữa, chứ ông đi ra chứ, ông ướt ăn như vậy, nhà tôi vào ướt nhà tôi. Ông lại tiến thêm bước nữa, thưa bà, cháu nghe bà nấu cơm ngon quá đi, thơm tho quá, cho cháu xin một bát cơm với cá. Cơm cá mà đi cho ông làm gì, tôi nấu lên trong nhà ăn cho đủ thôi, ông ra đi. Nên ông tiến vô bát gần đây bếp nữa, cái ông này nấu không được, tôi kêu làm sao. Ông cất cái nón ra, cười quá sức, thở nó trước mặt mẹ. Đây, mẹ nói, Chúa vào thì mẹ biết, con của mẹ vào mà mẹ cũng chả biết nữa. Nhưng mà khi nãy tôi nói chuyện đổi mới đó, là đổi mới cái nhìn của mình, gọi là sense of vision. Mình đổi mới cái nhìn của mình. Mình nhìn sai đi, mình phải nhìn người, mọi người là anh em của mình, là con Chúa, là anh em của mình. Khi tất cả nhân loại nhìn thấy nhau là anh em, chừng ấy có hòa bình và có tình thương. Thưa Đức Cha, câu hỏi kế, xin Đức Cha giải thích cho chúng con hiểu tại sao Chúa lại để cho thế giới này có nhiều người nghèo và lắm bất công. Có phải là Chúa yêu thương người ta không đồng đều không? Chúa yêu thương mọi người, và trong hoàn cảnh nào con người cũng có thể vươn lên và làm cho những người khác được thấy một chứng nhân về một điều gì. Qua tôi có thuộc chuyện, có một bà lên cầu nguyện lạy Chúa, sao mà Chúa để cho thế gian này người nghèo, người giàu, người đau, người ốm thế này, thì Chúa phải làm gì đi, Chúa phải làm gì mà giúp họ đi. Thì Chúa nói với bà ấy, thì vì vậy mà ta đã dựng đến con đấy, dựng đến con để con làm đấy. Thế bây giờ tới hỏi Chúa làm sao? Nếu tất cả mọi người đều có thể giúp những người khác thì thế gian này không thiếu. Vừa rồi có một nhà khoa học đã nghiên cứu và lập ra một ủy ban nghiên cứu, thì thấy đất đai của cái thế gian này còn sức nuôi mấy chục tỷ con người. Chỉ có điều là con người không giúp nhau. Thưa Đức Cha, thế nào là sự quan phòng của Thiên Chúa? Trong cuộc đời, Đức Cha có cảm nghiệm về sự quan phòng ấy không? Sự quan phòng của Thiên Chúa đối với tất cả chúng ta. Nhưng mà mỗi người đều thấy sự quan phòng của Thiên Chúa. Thí dụ, tôi nói tất cả anh chị em bên đây đó, có bao giờ trước đây 25 năm mà nghĩ rằng có ngày ở bên này có xe hơi, nhà lầu, có con cái đi học ở các trường đại học của Mỹ không? Không ai biết hết. Nhưng mà bây giờ là hiện thực, nên Thiên Chúa đã quan phòng sự giữ hóa ra sự lành cho tất cả chúng ta. Điều đó anh chị em có tin không? Nhưng mà khi chúng ta thấy Chúa quan thương và quan phòng cho chúng ta như vậy đó, thì chúng ta cũng phải suy nghĩ rằng chúng ta phải giữ cái ơn mà Chúa quan phòng ban cho chúng ta. Trước đây khi bỏ ra nước ra đi, các anh chị em chúng ta ở dưới ghe, dưới tàu cực khổ không thể tưởng tượng được. Bao nhiêu đồng bào chúng ta chìm ở dưới biển, rồi ở các thanh lọc, anh em chị em hồi hộp lo sợ, nhiều khi không xứng một người nữa. Nhưng mà khi đó chúng ta là kẻ bại ra đi, mà bây giờ thấy anh chị em ở đây ai cũng vui tươi, được mọi sự hồn xác tự do, và có ngày thỉnh thoảng
cũng về thăm Việt Nam, thì bây giờ chúng ta là kẻ thắng. Nhưng mà đừng làm thế nào để cho kẻ thắng trở nên kẻ bại lại. Nếu chúng ta không bảo vệ được sự tự do và tất cả phẩm cách của người Việt Nam, người Công giáo, người có đạo, bất cứ tôn giáo nào, thì chúng ta hóa ra kẻ bại. Thưa cha, con xin hỏi cha rằng hồi nhỏ động lực nào đã giúp cha trở nên một vị giám mục? Khi nào nghĩ mình làm giám mục cả? Thì nhưng mà khi nhỏ thì nhờ có các cha, năng gặp các cha hay vô thăm trong nhà, thấy vị nào cũng nhân đức sốt sắng, mình thấy như vậy thì ưng đi theo. Thì cũng gặp các chúng sinh hay để chơi, mấy chúng sinh cũng khuyên bảo, và nhờ má và nhờ bà nội cũng năng nói con sau này nếu Chúa chọn con thì con đi tu. Mình nhỏ mà cũng nghe bà nội nói như vậy, mà bà nội của cha là người đạo theo, nhưng mà nhân đức lắm. Tối nào trong nhà đọc kinh chung rồi thì bà cũng ngồi lần thêm một chuỗi. Thì hỏi bà lần chuỗi gì mà tối nào bà cũng đọc như vậy? Bà nói lần chuỗi cầu cho các cha. Mà bà bên lương mà cứ tối nào lần chuỗi cầu cho các cha. Có lẽ như vậy. Thì sau khi 13 tuổi thì cha xin đi tu, nói với má ơi má, má nói với ba cho con đi chủng viện. Má nói với ba xong rồi, má nói lại, nói ba nói thần thuận mà đi chủng viện nó ở 3 ngày thì nó về thôi. Ba nói ở nhà mình sướng, nó ra chủng viện nó ăn cực uống cực, nó không biết giặt áo giặt quần rồi, thì nó nhớ bà nội nó quá thì nó về. Mình mà lên mà xin cố bề trên giấy để mà chứng nhận cho nó vô chủng viện, nó ra 3 ngày thì nó xin cha bề trên nó về, thì lên cố bề trên của mình chết, thôi tao không xin đâu. Rồi sau má cứ nói mãi, hỏi má, má xin ba được chưa? Nó chưa được, ba chưa chịu. Sau cuối cùng má cứ nói thôi thì cứ kệ nó, con nó ưng thì cho nó thử, may cho Chúa kêu gọi. Thì cuối cùng thì ông cũng bằng lòng, ông xin, mà ông nói chẳng được đâu, 3 ngày kéo nhau về. Nhưng mà có lẽ nhờ ông thách thức mình như vậy mà cuối cùng làm linh mục. Tới chừng làm linh mục rồi, làm giám mục á, thì ông nói ngược lại, ông nói lo sống sức khỏe đừng chết bậy, đừng phải chôn tao trước đã. Cha, nếu mà con phạm những cái lỗi nhỏ thì có sao không? Mà nếu mà con biết là con đang làm cái điều sai, mà nếu con cứ làm hoài thì điều gì sẽ xảy ra? Thì có bệnh đau thì chết, có bệnh không chết. Có bệnh đau sơ sơ thôi, ví dụ như đau răng thì không chết, biết chắc chắn là không chết. Nhưng mà có ưng đau răng không? Khi nào đau răng có đi dentist không? Hay là cứ nói thôi, sơ sơ thôi để vậy đau răng cho vui. Thành cái lỗi nhẹ mà nó đau thì cũng khó chịu. Nhiều khi mắc cái xương cá trong cổ thôi, thì mắc cái xương cá thì cũng có phải là súng đạn gì vô trong cổ đâu, nhưng mà cái xương cá mà chịu không nổi thôi chứ. Thành thử giữa hai người thương nhau, mình thương ba má, thì một chuyện gì mình làm ba má buồn, mình hối hận cả đời. Mà một chuyện gì ba má mà làm cho con buồn, ba má cũng hối hận cả đời. Và hai người yêu nhau mà mất lòng nhau một chuyện nhỏ nhỏ thì cũng hối hận cả đời. Cũng như nó có một, vừa rồi đây, có một chuyện, một ông bố có thằng con bị tai nạn nó chết, thằng trai bị tai nạn chết. Ông viết miếng giấy, ông để dưới gối nó nằm á, nơi cái miếng giấy ông viết đó, ông nói con thương mến của ba, con biết rằng
ba thương con lắm, con là đứa con có hiếu, ba hãnh diện vì con, và con, ba luôn luôn yêu mến con, và ba muốn nói cho con biết rằng ba rất thương con. Nhưng mà ba chưa khi nào nói cái tiếng đó với con hết cả. Bây giờ con chết rồi, ba chỉ muốn viết lại mà để dưới đầu con và liệm với con rằng ba yêu con lắm. Chỉ còn câu đó mà cả đời không nói. Thành thử là những chuyện nhỏ nhỏ mà nó rất to hả? Không có mất linh hồn đâu, đều cũng mệt đó. Của một bà nam 28 tuổi gửi đến Đức Cha: dạ, vợ con là một người ngoại đạo, chúng con vừa có đứa con đầu lòng cách đây 3 tháng, nhưng vợ con quyết định không cho cháu rửa tội, đòi để cháu lớn để tự quyết định. Tụi con lục đục, vợ con dắt cháu nhỏ về ngoại, hỏi con phải làm gì đây? Là khi theo đạo, khi hai người một bên ngoại một bên đạo mà cưới nhau, thì cái phía bên không công giáo đã hứa là sẽ cho con chịu phép rửa tội. Và nếu mà nói thật ra thì người đó phải giữ lời hứa để cho con chịu phép rửa tội. Nếu mà không cho là không giữ cái lời hứa trước khi thành hôn. Nhưng mà nếu mà xảy ra điều đó thì hai bên cố gắng nói lần lần, nói lần lần. Và qua cái sự sống của mình hàng ngày, thì nếu mình thương yêu nhau thật sự và biết thông cảm với nhau, thì lần lần không những con sẽ được chịu phép rửa tội, mà ma nó cũng rửa tội luôn. Cái nam tuổi là 36, những người vướng vào tình trạng đồng tính luyến ái, tức là gay hoặc là lesbian, thì phải làm sao? Đây có phải là bệnh trạng của xã hội hay là bệnh tật bẩm sinh của loài người do thực tế xếp đặt? Xin Đức Tổ giải thích rõ cho con để con biết đường mà sống đạo. Hiện trạng những người đồng tình luyến ái nam hay nữ thì trong Thánh Kinh đã có, cũng thuật lại, trong Thánh Kinh cũng thuật lại từ ngày xưa, từ ngày xưa cũng đã có như vậy. Hai điều khác nhau ở chỗ nào và chúng ta phải làm gì? Cái điều ngày xưa với ngày nay khác nhau là ở chỗ ngày xưa khi mình phạm tội thì mình biết nhận đó là tội và mình muốn chừa cải và mình xưng tội, mình muốn đổi mới đời sống vì mình đó biết đó là một khuyết điểm. Còn đời bây giờ, cái chỗ sai trái là chỗ này, mình có lỗi, mình phạm tội mà mình bắt người ta nhận tội đó là nhân đức, khác chỗ đó, thấy không? Thành thử mình đi biểu tình, mình khoe khoang cái tình trạng mà đồng tình luyến ái đó và bắt người ta phải công nhận và hợp thức hóa đó là cuộc sống gia đình và có quyền nuôi con cái. Thành thử khác nhau ở chỗ đó, mà muốn cho chúng ta có cái sự tốt đẹp thực sự thì điều thứ nhất, nếu mà có bệnh thì đời bây giờ có thuốc thang và có những cái nhà để mà nghiên cứu và giúp mình. Điều thứ hai là chúng ta biết giáo hội luôn luôn thương con cái và thương những người ngoài giáo hội khi sống trong tình trạng đó, nhưng mà giáo hội không thể thương cái sự mà mất trật tự mà họ làm, bởi vì có hại cho họ và hại cho xã hội. Hai cái khác nhau, phải không? Giáo hội lên án điều tội lỗi, nhưng mà giáo hội thương những người tội lỗi. Chúa cho mình có sự tự do, vì sao Chúa lại biết hết tương lai của mình? Từ đó là câu hỏi của bạn 21 tuổi. Ai cũng như là bây giờ tôi thấy bạn đi trên, bạn đi trên một cái cầu mà đầu này cái cầu sập, mà bạn cứ quyết tâm bạn đi thì tôi biết là bạn sẽ sa xuống, có không? Tôi thấy bạn không đi học thì tôi biết chắc chắn là bữa nào dốt thôi. Nhưng mà bạn có quyền, bạn nói tôi nhất định tôi không đi học mà, thì cái đó tôi phải bằng lòng. Nhưng mà tôi biết là bữa nào bạn năm nay mà không học thì làm sao thi đậu được, thì cái đó là cái tự mình người ta biết. Có một bạn nữ 15 tuổi thắc mắc, làm sao con có thể cảm nhận được Chúa trả lời
hoặc là nhận lời con mỗi lần con cầu nguyện, vì nhiều khi con không có cảm tưởng được Chúa bên cạnh con. Đó. Bên cạnh mình mà mình không thấy Chúa. Các bạn nhớ không, ở trong sách Phúc Âm thuật lại hai môn đệ đi làng Emmaus. Hai môn đệ đó đi mà Chúa Giêsu tới đi với họ. Nhớ bài Phúc Âm đó không? Hai môn đệ đi làng Emmaus mà hai vị đó bỏ thành Jerusalem vì thấy Chúa chết rồi mà sụp đổ hết cả rồi nên buồn mà bỏ ra đi. Đi dọc đường thì có thấy người thứ ba tới nói chuyện mà hai môn đệ đó không biết. Và người thứ ba đó giải thích thánh kinh rồi cho họ. Họ cũng thấy là hay quá sức mà họ cũng không biết. Tới chừng vào ngồi ăn, họ mời cái ông đó vô ngồi ăn. Và khi ăn rồi thì Chúa khởi sự ăn, Chúa cầm bánh lên, Chúa đọc lời truyền phép tạ ơn. Thì tự nhiên hai ông môn đệ đó mới nhận ra Chúa thì Chúa biến đi. Thành thử là không phải là Chúa không ở gần đâu, mà Chúa không ở gần vì mình chưa nhận ra Chúa. Hả? Có Chúa chứ, mà Chúa ở gần mình mà mình nhận ra Chúa. Hai ông môn đệ đó là không thấy Chúa, thấy Chúa mà không nhận ra Chúa. Chứ không phải là không thấy đâu, thấy Chúa ở bên đó mà không nhận ra Chúa. Và câu hỏi cuối cùng thưa Đức Tổng, đó là niềm ước mơ lớn nhất của Đức Cha là gì? Thứ hai, hỏi giấc mơ của cha là gì? Cha, giấc mơ của cha là muốn cho tất cả mọi người được hiệp nhất trong Chúa Kitô và được hạnh phúc. Hạnh phúc ngay từ đời này, không có ai đói khổ, không có ai bị bỏ rơi, không có ai bị khinh dễ, mà tất cả đều được tôn trọng và được yêu mến. Đó là giấc mơ. Anh em chúng ta ít có cơ hội được biết. Ngài làm món ăn rất là ngon. Lâu lâu Ngài về Úc nấu ăn cho bà cố. Tự Ngài nấu nước cho bà cố ăn. Và giới thiệu là tôi nấu cơm được, nấu cơm ngon. Và bảo rằng tôi về, khi nào tôi về thăm bà cố thì tôi nấu cơm cho bà cố. Có thực như vậy. Tại vì tôi nghĩ rằng ngày xưa thì mẹ mình nuôi mình, thì bây giờ mình phải hầu mà lại mẹ mình là phải thôi. Cái việc ấy không có gì lạ. Thì có người hỏi tôi là nấu có ngon không? Tôi nói ngon hay không không biết. Nhưng mà lần nào về 4-5 ngày thì tôi cũng vẫn nấu cơm, gọi cơm, nấu các thức ăn hầu mẹ tôi. Mà thấy bà còn sống được tới 98 tuổi thì chắc là không đến nổi. Nhưng mà khi ở trong tù đó thì các cái người công an mà gác tôi đó họ bàn với tôi là bây giờ ông báo cáo với cấp trên, ông xin ông nấu cơm đi. Bởi vì ông nấu thì chúng tôi mới có thể là nấu nướng chung với ông mình chơi chung vui được. Chứ còn bây giờ mà để có cái cô cấp dưỡng mà tới mà cô nấu thì cũng khéo cô báo cáo một tiếng cả lũ. Thế thì tôi cũng nghe lời làm đơn xin cấp trên cho tôi được nấu cơm. Bởi vì tôi nấu như vừa khẩu vị tôi, vừa thời gian nào tôi muốn ăn thì tôi nấu. Tại sao cấp trên kêu mấy anh ấy lên bảo các anh có bảo đảm là ông Tuấn biết nấu ăn không? Nhớ rồi mà ông ốm thì mấy anh chết. Bởi vì ông ở nhà chung thì có các sơ, các người hầu hạ giúp đỡ, nên bây giờ ông làm sao ông biết nấu ăn mà mấy anh tính vậy? Mấy anh nói không, ông biết nấu ăn, cứ để cho ông nấu là chúng tôi bảo đảm. Thế là sau về tôi nấu. Mấy anh ấy tuy là nói như vậy nhưng mà cũng sợ. Nhưng dần dần thấy nấu ngon rồi, mỗi ngày khi tới phiên các anh tới gác thì anh nào phải đem gạo tới, vì
hoặc là ăn trưa hoặc là ăn tối ở đấy, thì mấy anh thấy mình nấu được thì gửi cả gạo và thức ăn thôi, không nấu dùng hộ cho chúng tôi. Cuối cùng hỏi, thế thì ông ở nhà chung mà ông biết nấu ăn, sao ông biết? Chỉ còn vào đây thì anh muốn nấu mấy món thì tôi cũng nấu được. Chỉ tại chỉ có cái khổ là ở tù cũng không có gì bỏ trong son mà nấu. Các Đức Giáo Hoàng cũng đều vui vẻ như vậy. Đức Giáo Hoàng bây giờ đó, thì có một lần các giám mục ngoại quốc đến và được ngài mời dùng cơm, thì mấy đứa trai thưa với ngài, thưa Đức Thánh Cha, xin Đức Thánh Cha cho chúng con biết bí mật Fatima. Bây giờ mấy lâu nay, cuối cùng đây cách đây 2 tuần thì các bạn đã nghe rồi đấy. Thì Đức Thánh Cha nói thế này, không thể nói được, có tội. Thì các gia mục nói thưa Đức Thánh Cha, chúng con giữ kỹ, không có nói ra ngoài đâu. Đó cũng không được, cái này quan trọng, nói cũng được. Không, Đức Thánh Cha chỉ nói riêng cho chúng con thôi, nói cũng không được. Các ngài càng có vẻ quan trọng thế nào thì các vị càng năn nỉ chừng ấy, xin Đức Thánh Cha cho biết để lo cầu nguyện. Thì Đức Thánh Cha một cách dí dỏm nói rằng, Đức Mẹ Fatima bảo đóng cửa Đức Mẹ Lộ Đức lại. Ngài nói như vậy có nghĩa như thế nào? Là một câu hai chuyện. Đức Mẹ Lộ Đức cũng là một nơi hành hương rất là danh tiếng ở nước Pháp, và Đức Mẹ Fatima là một nơi hành hương rất là danh tiếng ở nước Bồ Đào Nha. Và ngài nói rằng người ta làm cái gì thì cũng ưng nghĩ tới bản thân mình và kỹ tự ái thôi. Nên thì ngài nói Đức Mẹ Fatima bảo đóng cửa Đức Mẹ Lộ Đức lại, để cho người ta được đi bên đó được thì tới Fatima nhiều hơn. Và cũng là bài dạy cho các giám mục là đừng có nghĩ tới cái chỗ của mình mà thôi, mà phải đến nghĩ tới chỗ của người khác. Đến ngày lễ cầu nguyện quốc tế hòa bình mùng 1 tháng Giêng thì chúng tôi đều có tụ nhau lại trước công trường của nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang, và chúng tôi đều có cầu nguyện niệm hương, có chính quyền, có quân đội, có đại diện tất cả các tôn giáo. Và do đó thì tâm hồn chúng tôi ở trong cả địa phận Nha Trang luôn luôn gần gũi nhau, hợp tác với nhau, và cái điều ấy lại càng gắn bó với tôi nhiều hơn nữa khi chúng tôi cùng nhau xuống trong một cái tàu. Ngày mùng 1 tháng 12 lúc gần nửa đêm, cầm tay lại với nhau, tôi cầm tay với một dân biểu Phật giáo là ông Quỳnh Nhiều. Đi với nhau, kéo nhau leo một tấm bán, bước lên xe cam dâu, đứng hết cả, đi đến Tân Cảng. Và trời tối, không có đèn đuốc gì hết, rồi bước xuống dưới đáy tàu nằm với nhau. Khi đó không còn phân biệt tôn giáo nào nữa. Chúng tôi do những hoàn cảnh như vậy, không có ai có một y phục nào đặc biệt, không có ai có một danh hiệu gì đặc biệt, nhưng chỉ có một danh hiệu duy nhất là chúng tôi đã là anh em với nhau tất cả. Không còn cấp bậc, không còn rào ngăn, mà chỉ có một tâm hồn gần gũi nhau.
ông cựu tỉnh trưởng của tôi đó nằm sau lưng tôi, hai đồng đảm nhau chân ra ngoài đường, một láng chung 50 người. Ở đằng góc cuối cùng thì có anh Lê Tuồng. Anh Lê Tuồng là một đại đức truyền úy. Tôi tối trời lạnh quá buồn, anh Lê Tuồng đắp chăn nằm đó đợi cho tới giờ ngủ. Tôi lò mò qua nói thôi nhà thờ đi thăm chùa một bữa. Tối rồi đi thăm nhau. Và vì thế có anh em Cao Đài, anh em Hòa Hảo, 150 người đủ hết cả. Và chúng tôi đều thương yêu nhau. Và anh em nói không, khi đó là không có cấm kêu nhau là ông cha, ông thầy gì hết cả. Anh em đặt tên cho tôi là ông già. Và anh em nói thôi có ông già lo cho mình thì mình đi làm ông già ở nhà để mà lo nước non cho mình, xách nước nóng đồ về cho mình uống, lãnh cơm, phát cơm rồi cho mình. Thì đặt nhà và anh em bầu tôi làm quản gia. Đó là những kỷ niệm mà nói đói no có nhau, buồn vui có nhau, và những cái lúc xót xa nhất cũng đều có nhau. Qua hoàn cảnh đó mà bây giờ chúng tôi không bao giờ quên. Và bây giờ hiện nay thì tôi ở vào cái tình trạng còn khó khăn hơn các anh em nữa, nghĩa là không bao giờ được cái phép đi về Việt Nam thăm, dù đi du lịch cũng không được. Anh em cũng hiểu như vậy nên cái án đó tôi còn mang nặng hơn nữa. Giờ đây chúng ta có dịp gặp nhau và cái những hoàn cảnh, những khó khăn, những day dứt mà không những gặp ở ngoài mà nó còn in sâu vào thân xác chúng ta, nó còn xé tan gia đình chúng ta, thì những điều đó là những bài học cho chúng ta mỗi ngày. Để làm gì? Để cho chúng ta biết binh vực đạo giáo. Bởi vì đạo là con đường đưa con người đến hạnh phúc. Tất cả các tôn giáo chúng ta đều có một nhiệm vụ. Khi ta hỏi ông Mạnh Tử, chị dâu chết đuối lấy gì mà cứu, nói chị dâu chết đuối lấy cái sao mà vớt. Bởi vì trong sách thánh hiền mình đời xưa, nam nữ thọ thọ bất thân, không thể cầm tay mà vớt được, lấy sao mà vớt. Hỏi câu hỏi thứ hai, như thiên hạ mà chết đuối hết thì lấy gì mà vớt? Thầy Mạnh Tử trả lời, lấy đạo mà vớt. Do đó chúng ta hiệp nhau đây để ý thức trước mặt bàn thờ của Tổ quốc, nhớ rằng lấy đạo mà vớt. Cho nên chi? Cái trách nhiệm chúng ta không phải là nhỏ, mà trách nhiệm chúng ta không có khí giới, không có tiền bạc, nhưng mà tinh thần và cái đạo quan trọng nhất. Khi nãy ông bạn tù của tôi là người một chức sắc của Phật giáo Hòa Hảo đã nói, thì tôi nhắc lại, trong đó có ông dân biểu Nguyễn Diệu, bây giờ đã chết, có ông thiếu tá Hoạt, và có một ông sư nữa, thầy Tuồng, Lê Tuồng, và có một cái ông mà rất vui, nhớ không? Có một cái ông đó, để thuật chuyện tù cho mà nghe. Có cái ông đó thì ông khi nào mà họp thì ông cũng phát biểu cả, nhưng mà ông phát biểu thì nó lạc đề luôn. Vì vậy mà khởi sự anh em tức quá thì ông cứ phát biểu, mà ông phát biểu thì ông ca ngợi cán bộ, mà ông phát biểu thì lạc đề. Cho nên khi nào ông khởi sự giơ tay mà đứng dậy nói thì anh em gọi là
đài Moscow đã mở ra. Và hỏi đài Moscow nghĩa là đài mất mát. Sự cực khổ ở trong tù không thể tưởng tượng được, lạnh đến mức độ mà đêm không ngủ, và tôi có nhiệm vụ đi hốt than đá mà vác trên vai, mà nó nặng quá đi, là một cái thùng gỗ rất lớn, nặng quá, mà nếu mình để xuống thì không ai bỏ lên cho mình được, thành khi nặng quá thì đứng kê vai trong vách để chịu một lúc rồi đi lại thôi, mà đi về cho thấu trại. Vì vậy mà tôi cũng tiếp lại, nhắc lại một vài chuyện để tất cả chúng ta cũng đều chia sẻ. Và hôm nay là một ngày rất đặc biệt, bởi vì ngày mà Đức Thánh Cha đặt ra là ngày hành hương năm thánh cho những người tù. Nên Đức hôm nay ở Roma, Đức Thánh Cha vào thăm các người tù. Năm ngoái tôi giảng cho 50.000 thanh niên ở tại Plaza de Toros ở Mexico, và 50.000 thanh niên đó cũng reo lên như các bạn chiều hôm nay. 50.000 thanh niên đó nói thế này: Obispo Francisco ya eres mexicano. Nghĩa là họ nói thế này: Đức Cha Francisco bữa nay thành người Mexico. Nhiều khi có người hỏi tôi nước Việt Nam sẽ trở nên thế nào, nước Việt Nam có giàu được không, nước Việt Nam có hoàn toàn tự do không, nước Việt Nam sẽ là thông minh không, nước Việt Nam đứng vào vị trí nào tốt đẹp ở trên thế giới không? Tôi trả lời rằng nước Việt Nam sẽ giàu, sẽ mạnh, sẽ thông minh, sẽ đứng vào một vị trí tốt, bởi vì chúng tôi tin tưởng ở nơi các bạn trẻ là tương lai của đất nước Việt Nam. Mà vì vậy thì các bạn phải biết nói tiếng Việt Nam, các bạn cần biết lịch sử Việt Nam, các bạn cần biết đất nước Việt Nam, phong tục Việt Nam, truyền thống Việt Nam, ông bà của chúng ta, người Việt Nam, chúng ta hãnh diện và chúng ta quyết tâm bảo vệ truyền thống, lịch sử và văn hóa đất nước, dân tộc của chúng ta. Điểm thứ ba, các bạn là người trẻ, người Việt Nam mà sống trong thế kỷ 21, sống trong thiên niên kỷ thứ ba. Các bạn đứng trước một viễn tượng văn minh tốt đẹp. Các bạn thấy những biến cố vừa rồi cho chúng ta biết những phát minh lạ lùng mà làm cho chúng ta sung sướng, thì các bạn hãy nhớ rằng các bạn đang được cái đặc ân học hỏi, biết nhiều chuyện, bởi vì các bạn sống trong một thời đại tốt đẹp này, thời đại hiện đại, và nhiều người không được như các bạn, nên chi tương lai của các bạn sẽ còn đẹp hơn nữa, và các bạn sẽ cố gắng tiến lên theo cái đà tiến của khoa học kỹ thuật mà các bạn biết giờ phút này càng ngày càng mở mang. Và năm 2000, năm 20, thế kỷ 21 này sẽ đón chờ và trao đổi với các bạn những điều tốt đẹp về văn minh kỹ thuật hiện đại ấy. Chúc các bạn cứ tiến lên hăng hái và đừng chịu thua bất cứ dân tộc nào. Bạn lại còn là người Việt Nam
là người trẻ sống trong thế kỷ 21 mà sống trên đất Hoa Kỳ. Nếu mà còn sống trên đất Việt Nam thì chúng ta còn nghèo, sống trên đất Việt Nam chúng ta còn cực. Nhưng vì một số phận và vì một rủi ro, nhưng ngược lại là có sự quan phòng của Thiên Chúa mà hôm nay tất cả các bạn không ngờ gặp nhau đây. Và tôi rất lấy làm ngạc nhiên, vì sao tôi ở tù ra mà còn qua đây mà gặp các bạn trẻ Việt Nam ở trên đất Hoa Kỳ, bây giờ có nhà, có cửa, vào đại học, học và tiến bộ và không thua những dân tộc văn minh nhất của thế giới. Tôi chúc mừng các bạn và mong các bạn còn tiến lên mãi, đừng bỏ qua cái cơ hội tốt đẹp này. Các bạn còn là quan trọng nhất là người Công giáo, nghĩa là người có đạo, đã được lãnh phép rửa tội, đã được làm con Chúa, làm con hội thánh, đã có Đức Thánh Cha Gioan Phaolô hướng dẫn chúng ta. Ngài là một vị lãnh đạo tinh thần đầy uy tín trên thế giới, và vì vậy mà chúng ta biết đường lối đi, và chúng ta đang sống trong năm thánh này. Và Đức Thánh Cha đã có nhiều sáng kiến để đưa thế giới tiến lên trong năm thánh này, trong hòa bình thịnh vượng và đoàn kết yêu thương nhau. Các bạn biết như thế thì không phải chỉ có tên là người Công giáo, không phải chỉ biết đi nhà thờ, mà các bạn sống phúc âm trong tâm hồn các bạn, giữa xã hội các bạn đang sống, và sống phúc âm 100% thì xứng đáng là người Công giáo và là tương lai của giáo hội Công giáo. Năm điểm đó các bạn nhớ chưa? Nhớ hả? Thứ nhất, bây giờ nói lại này. Tôi là một thanh niên. Các bạn đều nói lại với tôi. Tôi là một thanh niên. Thứ hai, tôi là người Việt Nam. Tôi sống trong thế kỷ 21. Tôi sống trên đất nước Hoa Kỳ. Tôi là người Công giáo. Tôi sống phúc âm 100%. Và chúng ta hãy nhớ một trong những điều quan trọng là chúng ta tìm đến với Chúa, với Đức Mẹ là bạn, và xin Đức Mẹ cho chúng ta có những người giáo dân trưởng thành, có những người tu sĩ nam nữ có những ơn gọi thiêng liêng để có thể tiếp tục công việc của Đức Mẹ trao phó cho chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta hãy hướng lên Đức Mẹ và chúng ta hãy la vang với Đức Mẹ, la vang đến tòa Chúa để xin Chúa thương đến chúng ta, thương đến loài người tội lỗi, thương đến những người có nhiều thiện chí muốn thay đổi thế giới. Chúng ta la vang đến tòa Đức Mẹ, xin Đức Mẹ thương đến những con cái còn đau khổ ở nước nhà chúng ta, và những con cái được sung sướng nhưng mà quên đến phần rồi linh hồn của mình. Chúng ta la vang đến các thánh tử đạo chúng ta, la lên to và tiếp tục như các ngài nói rằng có Thiên Chúa, Chúa của tình yêu, và người muốn cho chúng ta mang tình yêu đến cho tất cả anh chị em chúng ta. Và chúng ta mở trái tim của chúng ta ra, xin Đức Mẹ ban ơn cho chúng ta để la vang đến mọi người rằng chúng ta đã được ơn cứu chuộc, và sắp đến 2000 năm Chúa Kitô đến giữa thế gian. Chúng ta muốn mọi người hiểu biết Chúa thương yêu chúng ta, Chúa là tình yêu, và chúng ta hãy thương yêu nhau thực
là anh em một nhà. Chỉ có thế chúng ta mới thay đổi được thế gian này, thay đổi xã hội này, thay đổi các gia đình chúng ta sống theo tin mừng Chúa Kitô. Amen. Quý vị nhớ đăng ký subscribe để khi có video mới chúng tôi sẽ thông báo ngay.